Hello anh em nha, xin chào anh em quay trở lại với channel của Phong DIY. Và hôm nay thì mình sẽ dành riêng một cái video để nói về biến áp cách ly. Mình sẽ trả lời những cái câu hỏi quen thuộc của anh em ở cái video hôm trước là hiệu điện thế bằng không là gì, biến áp cách ly có bị giật điện hay không, nó có cách điện hay không, giật có chết hay không. Đấy, tại sao người ta dùng loa người ta lại phải dùng biến áp cách ly. Đó, thì hôm nay trong video ngày mai mình sẽ trả lời cái câu hỏi quen thuộc trong video hôm trước của anh em. Thì trước khi đi vào chi tiết sản phẩm á, thì anh em có thể vui lòng nhấn cho mình nút like để ủng hộ cho mình nhé, cho mình có động lực, ok. Đồng thời nhấn share video để cho kênh ủng hộ kênh cho mình nhé. Anh em đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông để theo dõi những video mới nhất từ channel của mình. Rồi, xin cảm ơn anh em, chúc anh em nhiều sức khỏe nha và xem video thật vui vẻ. Đây, trên đây là mình có những cái linh kiện phụ kiện để có thể mình test cho anh em xem nha. Thì mình đi trả lời cái câu hỏi thứ nhất cho anh em. Vì khi mà hiểu được cái câu hỏi thứ nhất này rồi á, thì câu hỏi thì sau anh em sẽ dễ hiểu hơn. Đầu tiên là hiệu điện thế so với mặt đất bằng không nha. Mình mở cái đồng hồ lên. Ở đây là mình có một cái cuộn biến áp cách ly hàng nội địa Nhật, thì mình đã cắm điện vào đây rồi. Thì ở đây là có điện rồi này anh em này, cấp điện vào rồi nha. Và nó ra, đầu ra của nó đây là cái ổ điện này nha. Sau đó thì mình sẽ cắm sang cái ổ điện này, tức là ổ điện này hiện tại đang có điện, điện 110 lấy từ cuộn biến áp cách ly ra. Em có thể hiểu như thế. Bây giờ mình sẽ bật automatic chống giật lên. Vì sao mình làm một cuộn dây điện này? Bởi vì anh em biết là những cuộn dây điện nó có một cái automatic chống giật. Đấy, khi nào mà mình bị giật đó, là nó sẽ nhảy. Trường hợp là có bị giật hay không thì em sẽ biết. Đó là mang cái vấn đề an toàn ha. Bây giờ mình cắm lên vào đây để test cho anh em xem là nó có điện nha. Đó, mình bật bóng đèn lên. Em thấy không? À, mình rút ra này, là đèn nó tắt này. Đấy, nhiều anh em bảo là mình ảo thuật. Không, mệt với mấy ông lắm. Đấy, mình tắt đi. Rồi mình bật đèn lên đi ha, cho nó tập trung vào đây cho nó đỡ bị chóa sáng. À, em nhìn cái bóng đèn này cũng biết thôi. Ở đây mình lấy một cái dây nóng ra rồi, mình lấy cái bút thử điện nữa. Đây, trên tay của mình là cái bút thử điện, mọi người sẽ thử cho anh em xem cái dây này nó là cái dây nóng nha. Thì trong cái điện AC á, điện xoay chiều thông thường ở nhà anh em á, mà không xài qua biến áp cách ly á, thì nó sẽ có một dây nóng và dây lạnh, hay còn gọi là dây mát ha, dây lửa và dây mát á. Đó, thì anh em đụng vào dây lửa thì nó sẽ giật. Đây anh em nhìn này nhá, nó có điện nhá. Có điện ở cái bút thử điện này. Đây, nó bị chập chờn đây này anh em, nó bị lỏng ở đây này, nên lúc có lúc không này ha. Mình sẽ test cho anh em thấy nè. Thấy chưa? Nè. Đó. Có điện ha. Thế giờ nó bị lỏng rồi. Rồi. Thứ hai, để chắc ăn thì mình sẽ test thêm cho anh em một lần nữa. Thì cái này nó sẽ có cảm biến. Đó, đó. Nếu có điện nó sẽ báo cho anh em ha. Dây này chứng tỏ là đang có điện. Nếu với cái điện áp thông thường ở nhà anh em á, mà không qua biến áp cách ly, thì anh em động vào cái dây này nó sẽ giật anh em nha. Cho dù là anh em đi dép hay anh không đi dép thì nó vẫn giật. Có điều là khi mà anh em đi dép á, anh em cách điện á, chân của anh em cách điện so với mặt đất á, thì nó sẽ giật nhẹ hơn, giật rất nhẹ thì tê thôi. Còn trường hợp mà anh em không đeo dép hoặc là bị dính nước thì nó giật, anh em sẽ rất là nguy hiểm ha. Giờ mình đụng bụng đụng tay vào cho anh em xem nha. Nè, thấy chưa? Mình đụng tay vào bình thường ha. Thì đây chính là hiệu điện thế so với mặt đất bằng không. Chân của mình nha, bây giờ mình để tay của mình tiếp đất luôn này. Tay của mình tiếp đất luôn nha. Rồi mình quẹt lên này. Em thấy không? Bình thường á, tức là nếu mà tay anh em mà không chạm đất á, thì có nhiều anh em thắc mắc là do người mình không tiếp đất nên nó không giật. Thì nó cũng không phải à. Đó,
Nếu mà mình đã để trên tay của mình xuống đất rồi và mình test cho anh em xem là nó không hề giật và rõ ràng đây là dây nóng. Mình test lại cho anh em một lần nữa. Đấy, bóng điện nó còn đang sáng nha, anh em thấy không? Đó, và nếu mà mình giật thì automat nó đã nhảy rồi. Nè, ví dụ. Đó. Bóng đèn tắt. Cái này là test thực tế nha. Vì có nhiều anh em chưa bao giờ biết cái khái niệm về backup ly là gì cả. Nhiều anh em khi mà mình không biết về điện đấy thì anh em sẽ thắc mắc. Và anh em có thể cho là mình ảo thuật, nhưng mà mình sẽ không mang điện ra mà mình đùa đâu anh em ơi. Điện nó liên quan đến tính mạng con người mà, mình đâu có mang ra mình đùa được. Nó có sao thì mình test vậy thôi. Đấy, cái câu đầu tiên mình giải thích cho anh em là hiệu điện thế bằng không so với mặt đất là gì trong cái ly nha. Và nó có chống giật hay không. Thì ở đây anh em đã thấy rồi, nó chống giật mà không chống giật. Đấy, tại vì sao mình nói như vậy? Em thấy là dây nóng mình đụng vào nó không giật đúng không? Nhưng trường hợp là dây nóng không giật là chắc chắn là dây lạnh, dây mát nó cũng không giật rồi ha. Nhưng có trường hợp mà anh em dùng hai dây, anh em đụng vào cả dây nóng và cả dây lạnh thì nó có giật hay không? Thì đây, nếu anh em mà đụng vào cả một lúc mà cả hai dây, cả dây nóng và dây lạnh á, thì đây là kết quả này nha. Còn khi mà mình test ở đây á, sẽ có nhiều anh em thắc mắc, thì mình sẽ trả lời luôn cho anh em là gì. Nếu anh em nào mà nói là một dây cổ điện 110 giật không chết người nha, đó thì anh em về, anh em tốt nhất là anh em về anh em học lại vật lý đi ha. Đấy, thì mình khẳng định với anh em là dây 110, một dây nóng nhá, em giật vào, động vào trong cái điện áp xoay chiều bình thường nhà anh em á, nó vẫn giật chết người bình thường, nhưng mà nó tùy từng cái hoàn cảnh thôi ha, tùy từng cái điều kiện hoàn cảnh thôi, vẫn có khả năng chết người bình thường. Còn anh em nào mà khẳng định là 100% mà không chết thì anh em tốt nhất nên học lại vật lý đi ha. Và mình nhắc lại nhá, chốt lại cho anh em luôn nha. Trên biến áp cách ly thì dây nóng và dây lạnh em động vào một trong hai dây thì nó sẽ không bị giật nha. Kể cả anh em động vào dây nóng hoặc là dây lạnh thì sẽ không bị giật. Nhưng mà anh em động cùng một lúc vào hai dây thì vẫn giật, và giật có thể chết người bình thường ha. Đấy, nên em lưu ý, mình nhấn mạnh là chỗ này nha. Nhiều anh em này không nghe rõ, xong rồi về đụng cả hai tay vào thì mệt lắm ha. Rồi, cái câu hỏi thứ hai, và câu hỏi rất là quan trọng mà nhiều anh em hỏi cũng đang thắc mắc nè. Vì sao trong tràn âm thanh thì người ta hay sử dụng bia cách ly à. Thì em thấy là khi mà em sử dụng bia cách ly ấy, chắc chắn ai cũng phải gặp. Khi mà anh em sử dụng âm ly hoặc tràn âm thanh ấy, mà em đụng vào những cái âm ly hoặc những cái thiết bị lọc nhiễu hoặc là lọc âm ấy, thì thường thường kể cả máy tính cũng vậy, em sẽ bị giật tê tê đúng không? Thì cái đó thì người ta hay gọi là bị rò mát. Đó, về cái trường hợp mà khi anh em biết là mình nói ngay lúc đầu và mình test cho anh em xem luôn rồi, cái thằng bia cách ly này nó sẽ có một cái ưu điểm, đó là hiệu điện thế so với mặt đất bằng không, tức là anh em động vào bất cứ cái điểm nào ở trên cái quận thứ cấp á thì nó cũng không bị giật. Thì cái điều này nó sẽ xảy khi mà anh em dùng cho âm thanh nhá, thì nó cũng không có bị hiện tượng rò mát, nó giảm được cái hiện tượng rò mát. Như vậy thì nó sẽ cho cái chất lượng âm thanh của anh em, trên dàn âm thanh của anh em tốt hơn. Đó là lý do vì sao người ta chọn bia cách ly để sử dụng trong cái dàn âm thanh. Đó, đặc biệt là những cái dòng âm thanh cao cấp ha. Và anh em lưu ý là bia cách ly nó chỉ là một trong những cái yếu tố quan trọng trong cái vấn đề là lọc cái nguồn điện thôi, tức là nó cho ra cái nguồn điện sạch. Thì nguồn điện sạch, đấy mình nhấn mạnh ba cái từ là nguồn điện sạch, thì mình cứ lấy ví dụ đơn giản như em thấy thôi, đơn giản nó giống như là xăng A95 với lại A92 thôi. Em thấy không? Nó cùng là xăng, nhưng mà xăng A95 á thì nó xài nó sẽ tốt hơn cho động cơ hơn là xăng A92. Và giá thành của nó cũng khác nhau, đúng không? Đấy là mình lấy một cái ví dụ nôm na cho anh em dễ hiểu thôi. Thì để đảm bảo là cái nguồn điện sạch và nguồn điện ổn định nha, thì thường người ta sẽ sử dụng là người ta sẽ mắc ổn áp nha, từ ổn áp đúng không? Từ ổn áp sẽ qua biến áp cách ly để nó ổn định dòng điện trên biến áp. Và sau biến áp cách ly người ta sẽ đặt thêm một cái cục gọi là cục lọc nhiễu nữa. Đó, lọc điện á, cục lọc điện nó lọc nhiễu để nó cho ra một cái nguồn điện sạch. Khi mà nó có cái nguồn điện sạch rồi và cho kết nối với cái dàn lọc âm thanh hoặc âm ly á, thì cái âm thanh của anh em nó sẽ ổn hơn và nó chuẩn hơn. Đó là cái chức năng quan trọng của bia cách ly. Nhưng mà mình cũng nói thêm là bia cách ly nó không phải là tất cả trong cái vấn đề quyết định nguồn điện sạch, mà nó phải kết hợp với nhiều thiết bị nữa, ví dụ là ổn áp này, là ổn định dòng điện này, và lọc nhiễu để nó lọc thêm. Đó, nó lọc thêm. Bản chất của bia cách ly, cái nguồn điện đi qua là nó đã sạch sẵn rồi, nhưng mà anh em vẫn phải lọc, tức là nếu mà để tốt hơn thì anh em vẫn phải lọc ha. Câu hỏi thứ ba là mình sẽ trả lời cho anh em. Và có nhiều anh em hỏi là
Vậy biến áp cách ly không sử dụng cho loa mà sử dụng cho các cái thiết bị điện được không? Ví dụ như em cắm máy khoan, máy cắt, máy mài, rồi quạt, nồi cơm điện các kiểu ha. Thì có dùng được không? Thì mình sẽ trả lời là nó bình thường nha anh em. Nó không khác gì biến áp tự ngẫu cả. Đấy, nó đều cho ra một cái nguồn điện là giảm áp. À, giảm áp hoặc là ra một cái áp mà anh em mong muốn. Ví dụ là từ 220 xuống 12 hoặc là 220 xuống 110 hay 100 hay là 24, vân vân. Đấy, tức là nó giảm áp xuống. Về bản chất của nó vẫn là điện xoay chiều bình thường, nhưng mà nó sẽ cho ra cái nguồn điện sạch và nó an toàn hơn so với là điện lưới bình thường, điện lưới xoay chiều bình thường ở nhà anh em ha. Chỉ sợ anh em không có điều kiện thôi, chứ còn trên thực tế nếu mà so hai cục biến áp, nếu mà cùng kV với nhau, cùng cái tải á, cùng công suất với nhau, thì con biến áp cách ly bao giờ nó cũng đắt hơn con biến áp tự ngẫu nha. Còn mỗi con nó có một cái ưu điểm nhược điểm thôi anh em. Biến áp tự ngẫu nó có cái hay của biến áp tự ngẫu, còn biến áp cách ly nó có cái hay của biến áp cách ly nha. Nhưng mà nếu mà anh em mua cái này này mà em sử dụng cho quạt á, hay là sử dụng cho máy khoan, máy cắt, máy mài á, em vẫn sử dụng bình thường nhá. Đây, và tiện đây thì mình sẽ test luôn cho anh em. Bóng đèn thì mình test rồi ha. Bóng đèn là mình đã bật tắt ở trên đây bình thường rồi. Điện ở trên đây thì mình sẽ đo cho anh em này. Thì em sẽ biết được điện ra ở đây nó là bao nhiêu. Có nhiều anh em có thể đang thắc mắc về cái số hiệu điện thế ở trên cuộn dây điện này. Vì đương nhiên là nó sẽ ra điện à vào điện là 220 ha, điện ra của nó sẽ là 110. Mình đang đấu ở trên cái cọc 110. Đấy, anh em nhìn cái điện của nó ổn đấy nhá. Đó. Anh em xem, đây là điện áp của nó này. Đó, đây nha, điện áp của nó đây. Ở trên nó thể hiện là 109V ha. Điện áp rất là ổn định. Rồi, 109 này có thể sử dụng được con quạt này bình thường. Bây giờ mình sẽ cắm con quạt này để test cho anh em xem. Dù sao thì điện qua bên cách ly thì nó cũng ít nguy hiểm hơn, nên cắm thì bao giờ cảm giác nó cũng tự tin hơn. Đó, anh em thấy là mình đang sử dụng cho cái quạt điện nội địa Nhật, điện 100, 110, sử dụng bình thường nha. Thấy không? Đó là mình có thể sử dụng tốt cho các cái thiết bị 100, 110. Phần tiếp theo nha, thì mình sẽ có một cái phần lưu ý và hướng dẫn cho em cách đấu biến áp cách ly ha. Về cái lưu ý khi em sử dụng biến áp cách ly nè, đầu tiên là em phải biết xem công suất nha. Thì cái này nó thể hiện là 1 kVA. 1 kVA nó thực tế là cái công suất của biến áp này. Em sẽ thấy là nó có nhiều dung lượng khác nhau, và mỗi con dung lượng càng cao thì nó phải càng to. Đấy, ví dụ như anh em nhìn để ý ở trên đây này. Còn phía sau này là con những con 2 kVA này. Đấy không? Thì em nhìn này, con 2 kVA với con 1 kVA thì nó khác nhau về kích thước, đúng không? Thế thì công suất của nó cũng khác nhau. Đừng bao giờ mà em sử dụng quá hay sử dụng hết công suất của nó cả. Tốt nhất, đấy là cách tốt nhất để cho anh em sử dụng cái thiết bị nó bền. Mình sẽ ví dụ giống như là cái xe của anh em là xe Exciter 150 đi. Thì thường ra đường anh em chỉ chạy cái tốc độ khoảng độ 60 đến 80 thôi là nó đã ổn định rồi. Đấy, thực tế thì nhà nước người ta chỉ cho quy định là giới hạn tốc độ ví dụ như là 60 ở ngoại đô, còn nội đô là ví dụ 50 hoặc 45 gì đấy. Đấy là ví dụ thôi ha. Thứ nhất là nó mang cái tính chất an toàn cho chính bản thân anh em. Thứ hai là mang cái tính chất là an toàn cho cái xe nữa, nó sẽ bền hơn. Thì công suất của cái thiết bị này cũng vậy. Thì nguyên tắc của nó khi anh em chọn nguồn ấy là phải cao hơn công suất của thiết bị tiêu thụ. Ví dụ như là nồi cơm điện, quạt hay là tivi, tủ lạnh, máy giặt, nó không được vượt quá tổng cái công suất đấy, nó không được vượt quá cái công suất ghi ở trên nguồn này. Em hiểu không? Cái phần cuối cùng, phần tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em về cái cách anh em đấu dây trên cái cách ly. Thì anh em lưu ý là nó có nhiều kiểu đấu dây nhá. Mỗi cái cục bia cách ly hoặc là mỗi hãng nó sẽ đấu
khác nhau, ví dụ như tùy vào số quận sơ cấp ở trên cái bên cách ly này mà anh em đấu thôi. Nhưng mà ở trên đây một cái lô này, ví dụ như mình có khoảng tất cả trên đây là mình có khoảng mười mấy con, nhưng mà nó giống nhau hết về cấu tạo thôi anh em ha. Nó cùng lô với nhau mà, cùng hãng và nó giống nhau hết về cấu tạo, nên mình chỉ cần giới thiệu một quận thôi là anh em sẽ sử dụng cho các quận còn lại được, kể cả là 1KV, 2KVA hay là 3KVA nhá, nó đều bằng nhau hết, à nó đều giống nhau hết. Anh em để ý là cái điện đầu vào của nó này, điện đầu vào của nó nhá. Điện đầu vào của nó sẽ để ở đây. Anh em nhìn là 0, 200 và 220 và một cái để trống. Thì điện đầu vào anh em sẽ đấu giúp mình là cái điện 0 và một chân là 220, bởi vì điện lưới của chúng ta ở Việt Nam thông thường sẽ sử dụng điện lưới 220, điện AC. Đây là hai cái chân, chân 1 và chân 3 nhá, là điện đầu vào ha. Em nhớ giúp mình. Ở dưới đây thì 1 2 3 4 là từ trái sang phải, em sẽ thấy là nó có E0 100 và 110. Và tương tự anh em lưu ý này. Khi anh em đấu vào dây 0 và 220 thì anh sẽ lấy dây 0 và dây 110 nhá. Điện ngõ ra của nó sẽ là điện 110 ha. Đấy thì anh em cứ đấu theo mình hướng dẫn thôi. Còn điện vào á, khi nào anh em đấu á, điện chuẩn là 0 đến 200 này thì anh em sẽ lấy ở 0 ra 110 nha. Khi nào cái điện vào của anh em là 0 và 200 thì nó mới ra là 100 nha. Còn hôm trước có một anh hỏi là mình đấu điện 220 vào chân 200V này được không? Thì mình nói với anh em là nếu mà đấu được thì người ta sinh ra cái điện 220 này làm gì nữa, đúng không? Cho phức tạp đúng không? Nên anh em đừng có hỏi giống như là cái bánh xe mà nó tròn, mà anh em cứ muốn hỏi cho nó thành vuông. Cái bánh xe thì nó phải là bánh xe tròn rồi, anh em hiểu không? Cái nó đơn giản thôi, em nhìn là anh em biết thôi. Đấy. Ok anh em, như vậy thì mình vừa mới hoàn thành xong cái phần 1 của video, tức là mình trả lời các cái câu hỏi thắc mắc của anh em về biến áp cách ly, những cái lưu ý và hướng dẫn sử dụng sơ qua về bếp cách ly rồi ha. Nếu anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi tiếp phần 2 của video nhé. Với những anh em nào quan tâm đến sản phẩm, quan tâm về giá và các thông tin về sản phẩm ha, thì anh em có thể click vào đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận những thông báo mới nhất từ Phong DIY. Sau đó anh em vào phần lịch sử video để anh em xem phần 2 của video anh em nhé. Rồi đừng quên nhấn like và share video này giúp mình để ủng hộ cho kênh phát triển anh em ha. Rồi xin chào anh em, chúc anh em nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại ở phần 2 của video anh em nhé.